Siêu thị điện thoại Duy Biên xin kính chào quý khách. Nhằm chia tới tất cả quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi trong suốt quãng thời gian qua, Duy Biên Mobile, xóm 7 Đông Hòa, thành phố Thái Bình tổ chức nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt, giảm giá kịch sàn bán hàng không lợi nhuận với nhiều chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn như đổi máy cũ, máy hỏng, máy nát lấy máy mới, đổi cáp sạc, cụ sạc lấy các sản phẩm mới, giảm giá cho tất cả các mặt hàng và dịch vụ của Duy Biên Mobile lên tới 50%. Duy Biên Mobile cam kết bán hàng chính hãng với giá rẻ nhất, bảo hành uy tín nhất. Ở đâu bán rẻ, Duy Biên bán rẻ hơn. Ở đâu khuyến mại, Duy Biên khuyến mại nhiều hơn. Duy Biên Mobile với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối các dòng điện thoại smartphone nổi tiếng như iPhone, Samsung, Vivo, Oppo, Huawei, Smart, Xiaomi dựa trên triết lý kinh doanh, uy tín chất lượng, giá rẻ và trường tồn với đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, phục vụ chu đáo và tận tình. Duy Biên Mobile, xóm 7 Đông Hòa, thành phố Thái Bình, chuyên sửa chiếc điện thoại smartphone, thay mặt kính cảm ứng lấy ngày, thay màn hình điện thoại đời cao lấy ngày, bằng máy móc công nghệ hiện đại nhất hiện nay, bán lại rẻ hơn bán buồn. Đặc biệt hơn, khách hàng đến với Duy Biên Mobile, khách hàng sẽ có thể mua điện thoại trả góp với lãi suất 0%. Cơn mưa quà tặng dành cho tất cả quý khách hàng khi tới tham quan và mua sắm duy nhất chỉ có tại Duy Biên Mobile. Mọi chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mại vui lòng liên hệ hotline 0904 713 666 hoặc số 0922 186 789. Duy Biên Mobile, xóm 7 Đông Hòa, thành phố Thái Bình. Duy Biên Mobile, ở đâu bán rẻ, Duy Biên bán rẻ hơn.